vicino. Che miệng bằng tay khi hắt hơi. Bàn tay là bộ phận cơ thể chính và chủ yếu thực hiện hầu hết các hoạt động cần thiết, chẳng hạn như cầm, nắm, chạm vào bề mặt các đồ vật. Chúng ta cũng thường cử động tay một cách vô thức hoặc có ý thức trong tùy tình huống cụ thể. Chẳng hạn như khi ở trong tâm trạng bồn chồn, hồi hộp và lo lắng, nhiều người thường vô tình dùng tay để vuốt tóc, gãi tai. Ngược lại, ở chốn đông người, để giữ lịch sự, người ta lại dùng tay che miệng khi hắt hơi, mà không hay biết rằng việc này chẳng tốt chút nào. Trong nước bọt và dịch mũi có vô số các loại vi trùng, virus có hại. Chúng sẽ chớp thời cơ khi bạn dùng tay tiếp xúc với các bề mặt đồ vật hay người khác để gây ra các căn bệnh truyền nhiễm. Đặc biệt, khi bạn dùng tay dụi mắt, nguy cơ mắc bệnh viêm mí mắt xảy ra là rất cao. Tốt hơn hết, bạn nên dùng khăn giấy để bịt mũi và che miệng thay vì dùng tay để hạn chế khả năng gây bệnh truyền nhiễm. Lau khô tay bằng khăn giấy. Bạn thường dùng bao nhiêu tờ giấy để lau khô tay trong nhà vệ sinh công cộng? Câu trả lời là rất nhiều. Có một điều đơn giản, nếu bạn muốn bảo vệ hành tinh này, là nếu không có máy hong khô tay, chỉ cần vẫy tay thật mạnh trước khi làm khô chúng với khăn giấy. Điều đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều giấy. Ngoáy mũi bằng tay. Các ngón tay mang vi khuẩn xâm nhập vào mũi và gây ra bệnh nhiễm trùng, viêm xoang và ảnh hưởng đến hệ thống tai mũi họng nếu bạn dùng tay để ngoáy mũi. Đặc biệt, động tác này cũng đồng thời mang lại mối hại hai chiều, gây lây lan cho người khác khi mang vi khuẩn có sẵn trong dịch mũi ra ngoài môi trường. Cách tốt nhất để làm sạch mũi là rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý để cơ quan hô hấp này luôn thấy dễ chịu và thoải mái. Khi bị ngứa hay sổ mũi, bạn hãy sử dụng khăn giấy để xì mũi, giúp đảm bảo vệ sinh cho mình và mọi người. Thở bằng ngực. Thực tế, bạn phải thở bằng cơ hoành ở bụng, không phải là ngực. Theo Livestrong, thở đúng cách có tác dụng tích cực lên hệ thống thần kinh, giúp giảm huyết áp, giảm viêm, đau, cải thiện sức khỏe thể chất tổng thể. Nếu bạn thở đúng cách, nó cũng giúp bạn kiểm soát cảm xúc. Dùng quá nhiều dầu gội. Các nang tóc thường tiết ra dầu nhờn để giúp tóc bóng mượt và mịn hơn. Nhưng sau 2-3 ngày không gội, lượng dầu này sẽ làm tóc bị bết, kém đẹp. Gội đầu thường xuyên và sử dụng dầu gội là cách để loại bớt dầu, bụi bẩn và trả lại vẻ đẹp cho mái tóc. Tuy vậy, nhiều người thường dùng quá nhiều dầu gội đầu cho một lần gội hoặc gội quá thường xuyên. Việc này hoàn toàn không tốt chút nào. Các chất hóa học có trong các sản phẩm tẩy rửa, làm đẹp sẽ làm mất cân bằng cấu trúc tóc, làm tóc khô, xơ, dễ gãy rụng. Tắm với sữa tắm hàng ngày. Mỗi ngày trên da của chúng ta có hàng triệu tế bào chết đi và được thay mới bằng các tế bào khác. Cùng với lớp dầu và bụi bẩn, vi khuẩn, lớp da chết này sẽ được rửa trôi đi một cách tự nhiên khi tắm. Nhưng sẽ thật sai lầm nếu cho rằng chỉ có cách dùng sữa tắm mới làm sạch được cơ thể. Dùng quá nhiều sữa tắm sẽ làm khô da, tăng nguy cơ lão hóa và các bệnh về da trong mùa đông. Tốt nhất bạn chỉ nên dùng sữa tắm 2 ngày một lần. Dùng kem đánh răng quá nhiều. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, một lượng kem đánh răng nhỏ vừa bằng hạt đậu đã có thể giúp bạn làm sạch răng và khoang miệng của mình trong một lần vệ sinh. Tuy vậy, hầu hết chúng ta đều có thói quen lấy nhiều hơn cần thiết vì cho rằng càng nhiều kem thì càng sạch. Trên thực tế, quá nhiều kem đánh răng chỉ làm cho bàn chải bị trơn và việc cọ sát với răng trở nên kém hơn, khiến việc vệ sinh cá nhân trở nên kém hiệu quả. Đánh răng theo chiều ngang. Đây là sai lầm phổ biến và nghiêm trọng nhất. Đánh răng đúng cách là phải theo chiều dọc, đánh từ núm răng xuống các cạnh. Ngoài ra, thời gian đánh răng thích hợp là 2-3 phút, nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua quy tắc đơn giản này. Đại tiện cũng phải đúng cách. Đại tiện là nhu cầu không thể thiếu của con người,
Nhưng theo thống kê mới nhất thì 75% dân số đều đang làm sai. Cách ngồi như trong ảnh khiến bạn phải dùng nhiều lực hơn, tạo áp lực lớn lên ruột và điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Tư thế chuẩn nhất để không tạo áp lực lên thành ruột chính là ngồi xổm. Đặt một chiếc ghế nhỏ xuống phía dưới chân của mình và ngồi nghiêng mình ra trước sẽ giúp bạn dễ dàng đi nặng hơn và hạn chế các bệnh liên quan đến thành ruột. Thank you.